Mới đây tại Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm tổ chức chương trình kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững cho nhóm ngành đồ gỗ mỹ nghệ nội thất năm 2022. Phát biểu khai mạc, quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội bà Trần Thị Phương Lan cho biết, chương trình được tổ chức với mong muốn bảo tồn, phát triển ngành gỗ Việt Nam bền vững. Sản xuất và tiêu dùng bền vững là từng bước thay đổi mô hình sản xuất và tiêu dùng theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên và năng lượng, tăng cường sử dụng các nguyên vật liệu, năng lượng tái tạo, sản phẩm thân thiện môi trường, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải, duy trì tính bền vững của hệ sinh thái tại tất cả các khâu trong vòng đời sản phẩm từ khai thác, cung ứng nguyên liệu đến sản xuất, chế biến, phân phối, tiêu dùng và thải bỏ sản phẩm. Chương trình thể hiện nỗ lực cũng như cam kết của thành phố Hà Nội trong việc luôn tích cực, chủ động hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Thành phố Hà Nội kêu gọi các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, phân phối và người tiêu dùng tiếp tục đăng ký tham gia mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm sử dụng có trách nhiệm hiệu quả nguồn tài nguyên.